Ai da là người ta à, anh kiến thức này à, lâu rồi mình cũng chưa thăm anh kiến thức. Ok chào anh nha. Ok rồi thì bây giờ không biết mà anh em nghe nói là anh thăm bách lộn leo thấp ghê lắm, nhưng mà chỉ là leo thấp ở ngoài Cam Binh thôi, còn ở trong Cam Binh thì em cũng chưa biết. Bây giờ không biết nếu mà có thì anh có thể leo thấp trong Cam Binh để cho em xem được không nhỉ? Không biết ơi, em không hoàn thành thử thách của anh mà em đồ anh leo tháp vô cực trong Cam Binh á. Thôi chừng nào em mà đủ gan mơ 31.556.926 giây sau. Ai cha, lâu rồi thì mình cũng chưa ghé thăm cái tháp vô cực như thế nào. Bao nhiêu lâu thì mình cũng đã học được cái kỹ năng của kẻ thức đã đưa cho mình. Ok thì ngày hôm nay thì kẻ thức của bạn tôi đã hoàn thành cái xuống núi để leo tháp rồi. Nhưng mà được cái là phiên bản rang súng, anh kia là bờ môi biến đủ, còn tôi là rang súng. Ok thì nói chung là bây giờ thì chúng ta vào tháp cực thôi. Thì trước khi vào, đừng quên để lại cho ban của tôi một like, cũng như là kiến thức của tôi nó bị rúng răng còn đúng một cái răng một đăng ký kênh. Ok thì còn bây giờ thì vô thôi mọi người, vô thôi. Quay dáng đầu tiên các bạn ơi, trời ơi các bạn này bao nhiêu lâu thì các bạn đi trước mình nhờ, nhưng mà không sao, đối với cái kỹ năng thường thường của anh kẻ thức đã đưa cho mình thì nói chung là mình tự tin 100%, 99% mình sẽ hoàn thành cái tháp này các bạn ơi. Ok rồi qua đây rồi. Ok những bao nhiêu lâu rồi? Nói chung là cái game vẫn chưa cập nhật hay sao á, trời ơi, nhưng mà vẫn rất quen đường, nhưng mà không sao không sao. Rồi qua đây rồi, qua đây, ui giời ơi, nhưng mà không sao, rất chi là tinh tế nha mọi người. Chung khét đấy. Ok rồi, đưa thích bảy lộn đường lâu rồi cũng quên. Vâng. Ok rồi, qua đây rồi. Đấy sai, đấy được nhờ. Ui đang chơi mà được các bạn thả tim thì hay biết mấy. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái nhân vật cao, thì cái con nhân vật cao với lại con nhân vật lùn, nói chung là mỗi nhân vật đều có một cái tính năng riêng của nó các bạn. Khi cung nhân vật cao này nó bám cầu thang, nó sẽ rất là tốt hơn là nhân vật lùn nha mọi người. Ok rồi qua đây, ui ui đường tắt xong rồi, lên đây rồi. Ok bình tĩnh thôi, không cần phải vội vàng các bạn. Ok thế là mình hoàn thành cái tháp này trong vòng 1 phút các bạn ơi, chưa tới 1 phút luôn nha mọi người. Wow. Rồi tiếp tục các bạn ơi, trời ơi má, tiếp theo là cũng khá đơn giản quá, kẻ thức ở ban tôi bạn vừa xuống núi các bạn. Ok rồi qua đây, ui 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 hình như là có một bạn sau lưng cũng mặc áo đen đen nhưng mà giống tôi, nhưng mà không sao, tôi là áo đen hàng riêu mà họ hà là, hay là hàng pha ke đây, nhưng mà rất chi là tự tin với vị trí của ban người tôi. Rồi ok qua đây rồi, ok từ từ các bạn. Đấy chỗ này có vẻ là khá khó, nhưng mà hồi xưa là khó, nhưng mà thấy thời điểm 31 triệu giây sau thì chúng ta đã hoàn thành, nói chung là đi nó nhanh nhẹn hơn một chút tí xíu mà. Ok rồi qua đây, rồi qua đây, ui ui qua đây, ui ui qua đây, rồi ok lên đây bạn. Ôi xa, được nhờ, vâng vâng vâng. Ok qua đây, ui rồi tới này, đứng đây nhẹo đây, ui ui nhẹo đây, ui ui qua đây rồi, rồi như đây. Ok rồi, lên luôn rồi, ngon lên luôn đó nha mọi người. Con nhân vật cao nó đi những cái đường đó nó sẽ rất là tiện nha mọi người. Đấy, còn nhân vật lùn thì nói chung nhân vật cao nó cũng có lợi, nó bất tiện lắm, chẳng hạn như những cái trò tép nó đụng đầu ấy cũng khó chịu các bạn. Ok tới mình hoàn thành cái thao cực cùng anh kẻ thức phiên bản phải gọi là súng răng của tôi đây rồi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, rồi ok chuẩn bị dành hàng một để tôi với của anh kẻ đã thất bị súng ra. Mà còn cái bộ đồ của tôi là may á, là sư phụ của tôi là đưa cho tôi bộ đồ này, bộ đồ này là anh hồi xưa anh mặc, nhưng mà bây giờ là đưa tôi mặc các bạn. Còn ổng mặc là ổng mặc cái bộ ship bộ đồ là ấy, rất chi là không bình thường cho lắm. Vàng qua đây rồi, ok qua đây rồi, qua đây từ từ các bạn, không cần phải vội vàng quắp qué bông quỷ của bạn. Ok rồi qua đây, ui ui. À, nói chung là bí kíp của tôi ngàn năm, bao lâu chúng ta vẫn học được. Ôi dồi ôi, đụng đầu trời khổ quá. Ok qua đây rồi, ngon 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 ngon, còn 5 phút 26 giây nữa chúng ta là hoàn thành rồi mọi người, cực kỳ phải gọi là tuyệt vời nha. Rồi qua đây, ui dồi, qua đây rồi, qua đây rồi, như đây, ui dồi, ok qua đây. Ok trò tiếp này quá đơn giản, là không cần phải bàn rồi, trò tiếp này tôi chỉ cần dùng hai tay và phải mở mắt ra tôi chơi nó mới được. Đấy quá đơn giản thôi. Ok xây dòng xong là win rồi nè. Ok rồi nhập đây, rồi may quá, rồi đất rồi, thế là ban thôi vàng, được một thêm hàng một đó mọi người, trời quá tuyệt vời các bạn, đỉnh cổ shop ngay luôn. Vàng rồi tiếp tục thôi. Ok rồi qua đây, ui ôi dáng này có vẻ là gặp nhiều siêu nhân cao nha. Vâng nhưng mà tôi không phải là siêu nhân, tôi là giống như là một cái thằng ninja nào đấy, tuy là vừa xuống núi nhưng mà được biệt danh nó phải gọi là đi trộm cái gì đó bla bla bla. Vâng ok trộm hàng một đấy, đừng có đùa. Ok này, nay sư phụ bảo mình là xuống núi đi giật hàng một của các bạn và đem về đưa sư phụ trưng cho đẹp để sạch sẽ là đó. Rồi qua đây rồi, qua đây rồi, ok qua đây, ui dồi, qua đây rồi, qua đây, ui dồi, được nhờ bạn. Trời ơi bao nhiêu lâu mà xuống núi đi như thế này cũng có vẻ là tự tin, rất chi là phải gọi là bình thường các bạn. Đấy rồi qua đây, rồi qua đây, ui dồi, thôi qua đây rồi,
qua đây rồi, ok cho qua đây rồi, qua đây, ui lên rồi. Cái con nhân vật cao này bám cầu thang khá là tốt nha mọi người, bám cầu thang này ui chưa, nhân vật cao nó cũng mất tiền không, trời ơi đấy không, vừa nói xong là bị đé này này, không được không được, phải ban nữa thôi. Ừ nhưng mà không sao, nói chung là tạm ổn nha, may là cái trò đá tôi còn tịnh tâm được. Ê ui ui thôi, qua đây rồi, qua đây rồi, lên này, ui ui không tới không tới, qua đây rồi, ok lên đây rồi mấy bác, ui không sao, nói chung là cũng được hạng một nào đấy, cũng đem về chợ cho phụ trưng cho nó vui vẻ. Rồi tiếp tục hành trình hình trào các bạn ơi, ok rồi chỗ này là đi qua đây nha mọi người, trời chỗ này quá đơn giản à, chỉ tôi chỉ cần mở mắt ra tôi chơi vẫn được nha mọi người, ok rồi qua đây, ui ui từ ok rồi qua đây, ui ui lên rồi, ok bây giờ chỗ này đi qua đây nhá, đó trời ơi mình vừa hình kinh điển ấy. Đấy ở này rồi, ok tới chỗ này thì nhảy qua đây nha mọi người, ui ui qua đây rồi, qua đây rồi, ui ui từ qua đây rồi, ok nhảy bình tĩnh thôi, ui các bạn thả tim nè, ui không biết mình đang chơi mà được các bạn thả tim thì hay biết máy nha. Vâng thì các bạn nào đánh đánh đi vào nghe em gõ cái ban gì ta, các bạn bè gõ ngay cái tên là ban GMT và ban GMT đấy, bấm ngay cho tôi một quả tim siêu bao khổng lồ nha mọi người, ok rồi nhớ đây, ok qua đây, ui ui qua đây đó, nói chung cái này cũng phải bình tĩnh thôi, không cần phải ban, các bạn sư phụ mình đã bảo là cái chuyện cứ bình tĩnh thôi là chơi, không cần phải vội vàng bắt vẽ và view mà, ok rồi ra đây rồi thấy mình được hạng một rồi, trời tuyệt vời quá nhá. Rồi tiếp tục các bạn ơi, rồi qua đây tiếp tục là giật hạng một bạn, đem về sư phụ chân bạn cho nó ôm mon cho nó ngon mùa ăn, qua đây rồi, ui dùi qua đây, ui dùi không sao không sao không sao, qua đây rồi, ok qua đây rồi, ui dùi không sao không sao, cái chỗ này mình hồi xưa mình cũng quen, bây giờ mình cũng khá là quen các bạn rồi, ok nhảy đây luôn đó, đây rồi, ok nhảy lên cầu thang, ui nhảy lên đây luôn, không cần phải lên cầu thang các bạn rồi, ok chỗ này thì mình mất cái đường này nhá, thì đường này mình cũng mới tập cho nên là cũng hơi bị quen chút xíu, không làm sao, nhưng mà sư phụ mình để dạy bao nhiêu lâu mình cũng phải học được một gì đó bay lắp lé, ok quá là tinh tế đó, ui dùi qua đây rồi, đường tắt qua đây, ui rồi ngon ngon ngon, ê bây giờ màn hình trời trời mất hồn, ok rồi không sao không sao không sao, vẫn giữ được vị trí đấy chính là kẻ thách thức các bạn à. Rồi qua đây bạn, ok hạng một, ui cả người kia té rồi, mày quá mình là cố gắng là giật hạng một rồi, hạng một rồi các bạn ơi, ok lên nha mọi người, trời ơi ngon 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 ngon, hạng một đúng không mọi người, trời ơi thế là mình được hạng một mọi người, trời ơi ngại gì đến nay mà không cho một like đi các bạn, ok tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục rồi qua đây các bạn, ủa cái gì có người hàng cả người hàng bảy rồi kìa, mình thấy ở dưới kìa, ơ kì kì kì, ôi các bạn chắc bị lỗi không sao bị lỗi mà, ui hình như là có kẻ thách thức phiên bản da đen mập đít các bạn à. Hoang thôi, thôi cái này mình phải nghiêm túc bạn, cái này mình phải tập trung các bạn, không thâu là tí nữa cái con này nó đè mình, ui rồi ơi toàn các bạn, ui phiên bản cắm sừng rồi áo đen rồi giày đen đen rồi chứ, ui ghê đấy, ui rồi toàn là không biết được hàng bộ không đây, nhưng mà bạn này có vẻ là ui siêu nhân ghê vậy, quá luôn rồi may quá qua được các bạn, hên quá rồi qua đây, ok ui bạn này có vẻ là hay vậy, bạn này có vẻ ui bạn này cũng là một lão làng, phải gọi là kẻ thách thức phiên bản phải là bụng bia các bạn, quả cà trưởng các bạn, ok từ chỗ này đi qua đây ui từ rồi nhảy lên, ui sao nó đi nhanh trước mình ta, ghê nhảy cái này là ai mà chơi được kinh thế, không sao rồi qua đây, ok rồi qua đây, ok ngon không sao rồi, ở step trên là step một tím mà thôi không biết được không ta, rồi qua đây, ui thôi toàn rồi nó đi trước mình rồi, không biết được hay không đây, rồi ok rồi nhảy qua đây, ui bạn này điên gian có vẻ là chục năm rồi cùng mình mới 34 triệu giây này sao chơi rồi, ok rồi qua đây, ui khâu toan rồi mình bị nhịp rồi, ok không sao lên thằng máy đây, ok thôi ăn hai cũng được các bạn, nói chung là cũng tạm ổn đem về chân rồi, tiếp tục các bạn ơi lên đây các bạn ơi, trời ơi không sao tí là vô sâu nhưng mà bạn rất chi là tinh tế với những đường tắt như thế này, ok nhưng bạn đừng quên đây là tôi là kẻ đã thất chứ không phải là bài của tôi đấy, tên của tôi là tên ban ngày xưa đấy, đi một năm sau rồi chúng ta đã thấy được những gì phải gọi là trải qua, phải gọi là bình thường đấy, bạn rồi qua đây, ui từ thôi qua đây rồi, từng cái cũng được, nói chung là chậm càng chắc càng chốt rồi, qua đây ok qua rồi, qua lên ok rồi lên đây bạn, nói chung là nhân vật cao nó cũng có nhiều cái bất lợi và cũng có nhiều cái tiện lợi bạn, nó kêu con nhân vật cao mình thấy nó bám cầu thang tốt thôi, còn cái việc khác thì mình không biết, ok rồi bám cầu thang nó xét rất cao luôn nha mọi người, đó bấm rất là tốt luôn nha mọi người, đó đụng cá lại được luôn rồi, qua đây nó sợi ngon, ui rồi từ chỗ tí nó là phải gọi là đi đứt rồi, may quá bạn, ok rồi qua đây, ok rồi qua đây lên đây, ui ui rồi từ qua đây rồi, qua đây rồi, ok lên đây rồi, ok rồi hạng máy đây mọi người, ôi còn một phút thế này chắc hạng máy đây, trào hạng hai bạn, nói chung là cũng được rồi, tiếp tục các bạn ơi, lên các bạn ơi, trời ơi ui tôi xong rồi, ôi còn một phút thế này không biết được không đây, nhưng mà không sao cũng được
Ok, từ từ bạn, anh em phải từ từ thôi. Rồi qua đây, ok. Qua đây, ok, lên này. Lên này. Ui. Rồi, nhảy qua đây. Đó, nhưng mà không sao, vẫn dính được, vẫn dính được. Không biết được hàng 1 hay không đây. Ui, hàng 1 biết được không đây, nhưng mà thấy em có người sắp bị đứt rồi đấy. Trời trời. Không sao bạn, cũng được, tạm ổn. Rồi, qua đây, ok. Qua đây. Qua đây. Rồi, ngon 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 ngon. Đó, rồi từ từ thôi. Nhảy qua. Ui ui. Tí nữa là ngấm một tấm nè. Không sao, không sao, không sao. Rồi qua đây, từ từ từ. Rồi, ok, chỗ này thì cứ đi vòng tròn thôi. Rồi tới chỗ kia mình nhảy qua cái cục đây nha mọi người. Ok, rồi nhảy quá. Ui ui. Rồi lên đây. Ui ui, to to ngon ngon. Rồi lên đây mọi người, sờ tép cuối cùng, sờ tép cuối cùng cũng cuối cũng cuối. Ok, rồi. Qua đây rồi, qua đây. Ui ui. Ok, qua đây rồi. Qua đây. Qua đây. Rồi, thế là mình được hàng 3 nha mọi người. Trời, nói chung là cũng về được cái 1/3 của cái hàng 1, nói chung là cũng tạm ổn, tạm ổn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ui, có người hàng 2 cái gì kỳ cục vậy? Mới vô hàng 2 này không được, 1/3 nó thôi đây. Không được, không được, nhưng mà thôi cũng tạm ổn các bạn. Ok, lên đây. Rồi, ok, rồi, lên đây. Ui ui, từ 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 từ. Ok, qua đây. Rồi. Qua đây. Rồi, ok, ngon, cái chỗ này sơn chỗ này bình thường. Con này không sao, thoải mái, thoải mái. Ok, ui có người hàng 3 ơi. Có người hàng 3 rồi. Trời ơi, kẻ thức gì đâu mà sao mà nãy giờ là lượm được bao nhiêu hàng 1 à? Nói chung là cũng có, nói chung là một tí quà để đem về cho sư phụ kẻ thức chính thức của tôi. Và ok. Đấy. Rồi qua đây. Ok, qua đây rồi. Qua đây đó. Ôi dồi, bị dắp nó phải cả rồi. Ok. Ui, step này nữa, step này có vẻ là hơi bị nguy hiểm, nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng vượt qua cho mọi người xem cho nó phơ. Đó, gấm chưa, gấm chưa. Rồi từ từ thôi, tới hôm nay mình nói chung là cứ nhảy qua là ok nha mọi người. Rồi đấy, rồi máy này canh chuẩn bạn, canh đúng thời điểm mới nhảy qua được, còn không đúng thời điểm nó nhảy qua nó bị gì vậy mọi người, bị lé mọi người. Đó, ui có người hàng 4 rồi, tôi to rồi, đỡ tôi hàng 5 nào. Đỡ tôi hàng 5 cho anh muốn diêu mấy công là không có hàng nào, không có hàng 1 là ối rồi bạn. Nói chung là hoàn thành hoặc cái tháp phải được nhất là cái hàng nào đấy. Rồi ok, ngon lành. Hey, chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại. Quên chào gì nữa. Bây giờ mình tới top những cái mình của ngày hôm qua nha mọi người ơi. Thì các bạn có những ý kiến hay là những ý kiến trong video này, các bạn cứ bình luận phía dưới cho mình để mình trả lời và thả con bà nó tiêu nha mọi người. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thì cái mình đầu tiên đây chính là bạn Ngọc Điệp. Anh ơi, nhờ anh mà chỉ mèo đường tắt thì em được 234 điểm mua đáp rồi. Ok, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Nói chung cũng bình thường thôi, bạn không có giờ chở. Cảm ơn theo đó chính là bạn Gian. Anh ban thử giả tất cả các NPC trong Blitugender để đưa tháp vô cực đi. Chúc anh bên sớm được 80 cái ship. Ok, cảm ơn em Zai. Vâng, cảm ơn em Zan nha. Tuyệt vời. Cảm ơn tiếp theo đây chính là bạn Hoàng Yến Lơ. Sắp đến Tết rồi nên chúc anh năm nay mới vui vẻ về sức khỏe nữa nha. Ok, cảm ơn bạn Hoàng Yến Lơ nha. Đó, cảm ơn tiếp theo đó chính là bạn Liên Địa Huân. Gần đến năm mới rồi, chúc anh bình an, hạnh phúc bên gia đình. Đón một cái Tết phải gọi là vui vẻ, phải gọi là xem sẽ luôn luôn. Ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn theo đây chính là bạn Jiju Babi. Chúc anh ban một ngày tốt lành. Và anh ban ơi, cúp bà lại chú hu y lạc đi. Nhưng thấu cực chưa bao giờ được lên TV. Ok, cảm ơn em nha. Một lần đấy. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn lần đầu tiên đến kênh thì các bạn đừng quên là cho ban tôi một like, cũng như là cái thằng kỹ thức nhảy cầu bắp như thế này một đăng ký kênh các bạn. Ok, thì còn bây giờ thì hẹn mọi người về những cái clip tiếp theo. Bye bye.